cựu danh thủ Piyapong Puon, người đang chạy đua trước Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Phép, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2028 đã tuyên bố sẽ đưa đội nhà giành vé dự World Cup 2026. Cũng như bóng đá Việt Nam, Thái Lan đặt mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2026. Vấn đề này được xem là mấu chốt trong cuộc đua giành ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Phép, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2028. Chia sẻ trước báo giới Ứng cử viên chạy đua chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Piyapong Puon thể hiện tham vọng lớn. Ông cho biết: "Tôi là người nói được, làm được. Tôi đã sẵn sàng trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Nếu nhận được sự ủng hộ, tôi hứa sẽ giúp đội tuyển Thái Lan giành vé dự World Cup 2026. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu ấy. Nếu đội tuyển Thái Lan thất bại, tôi sẽ từ chức và đi làm công việc khác. Tôi muốn phát triển bóng đá một cách nghiêm túc và tạo ra nền bóng đá có bản sắc, công bằng và minh bạch. Mọi người có thể kiểm chứng những việc làm của tôi." cơ hội chiến thắng của ông Piyapong Puon là không nhỏ bởi chủ tịch hiện tại của liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somio Pampanyang hứng chịu không ít chỉ trích trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm ghế cao nhất của bóng đá xứ chùa vàng. mới nhất, dư luận Thái Lan chỉ trích dữ dội ông Somio Pampanyang vì đội U22 Thái Lan không thể giành tấm huy chương trong ba kỳ sea games liên tiếp. bên cạnh đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng đối diện với cáo buộc tham nhũng, tài chính không minh bạch. trong khi đó, Piyapong Puon là huyền thoại bóng đá Thái Lan ông là chân sút số 2 trong lịch sử đội tuyển quốc gia nước này với 70 bàn, chỉ xếp sau Kiatisak. Huyền thoại sinh năm 1959 có kinh nghiệm quản lý bóng đá trong nhiều năm qua.